quý vị và các bạn thân mến. Giữa thời điểm Việt Nam đang dốc lòng làm trong sạch bộ máy nhà nước, một sự kiện quan trọng vừa làm rúng động dư luận, thắp lên hy vọng về một cuộc đấu tranh chống tham nhũng không khoan nhượng. Mới đây, tại cuộc họp báo được mong đợi, ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương, đã công bố một chiến tích nổi bật. 9 đối tượng tham nhũng và tiêu cực bỏ trốn ra nước ngoài đã bị bắt giữ thành công. Đây không chỉ đơn thuần là một kết quả ấn tượng mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho những kẻ đang lẩn trốn, đồng thời gửi gắm thông điệp cương quyết từ chính phủ về quyết tâm không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Từ hành động kiên quyết này, thông điệp mạnh mẽ được truyền đi. Dù chạy đến đâu, công lý sẽ luôn đuổi kịp. Những nỗ lực này không chỉ là một chiến thắng nhỏ lẻ, mà còn là lời cam kết cho một Việt Nam trong sạch và phát triển, nơi không còn đất cho những hành vi mờ ám gây tổn hại đến lợi ích cộng đồng. Dư luận cả nước đang mong chờ thông tin chi tiết hơn về các đối tượng này. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Đông, danh tính vẫn tạm thời được giữ kín. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang tiếp tục lên kế hoạch và phối hợp với quốc tế để mở rộng cuộc truy bắt, đảm bảo những đối tượng còn lại không thể thoát thân bất kể thời gian và khoảng cách. Việc phối hợp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những đối tượng đã lẩn trốn lâu năm và liên kết với nhiều quốc gia khác nhau. Với những cam kết mạnh mẽ từ ban chỉ đạo, không chỉ là việc phát động một cuộc truy quét mang tính hình thức, mà đây là minh chứng sống động cho ý chí kiên định của chính phủ vì một xã hội công bằng, minh bạch và tiến bộ. Liệu những kẻ đang lẩn trốn sẽ tiếp tục trốn tránh hay sẽ đáp lại lời kêu gọi ra đầu thú để cùng góp phần xây dựng lại niềm tin của nhân dân? Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Vì mỗi bước đi, mỗi quyết định đều có thể thay đổi vận mệnh của những kẻ phạm tội, mà còn của cả đất nước, nơi tất cả chúng ta cùng chung sống, cùng chia sẻ khát vọng về một Việt Nam trong sạch, phát triển. Một trong những cái tên nổi bật được dư luận quan tâm là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã gây xôn xao với vụ việc liên quan đến thông thầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên tới 152 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. Theo thông tin từ Nhật báo Đức phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, bà Nhàn cùng với các cấp dưới tại công ty tiến bộ quốc tế AIC đã nhanh chóng rời khỏi Việt Nam trước khi công an tiến hành bắt giữ. Hơn nữa, sau khi di chuyển qua nhiều nước, hiện bà Nhàn được cho là đang ở một thành phố lớn tại Đức. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã gửi yêu cầu dẫn độ bà Nhàn đến chính quyền Đức, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Đáng chú ý, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công an đã có chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Liên bang Đức. Và chỉ một ngày sau khi chuyến thăm kết thúc, thông báo về việc bắt giữ 9 người bỏ trốn ra nước ngoài được đưa ra. Điều này dấy lên nhiều đồn đoán rằng chuyến đi của Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang có thể liên quan đến việc dẫn độ bà Nhàn về nước. Vậy câu hỏi đặt ra là, thông tin này liệu có phải là sự thật? Và trong số 9 người bị bắt, có phải bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nằm trong danh sách đó hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và theo dõi diễn biến của sự việc qua video số này nhé! Vậy, trước khi bắt đầu, quý vị đừng quên bấm like, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận để giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Quý vị thân mến, như đã nói ở trên, chiều ngày 30 tháng 10, trong buổi họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, đã cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến vấn đề truy nã các đối tượng tội phạm, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế. Tướng Tuyên khẳng định rằng, cơ quan điều tra Bộ Công an đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế thông qua hình thức truy nã quốc tế, bao gồm cả việc dẫn độ tội phạm. Thông điệp mà Thiếu tướng Tuyên muốn gửi gắm tới những người đang bị truy nã, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là rất rõ ràng. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu thú. Ông nhấn mạnh rằng, cơ quan điều tra nhà nước luôn sẵn sàng áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người tự nguyện trở về, trong khi những kẻ tiếp tục trốn chạy sẽ phải đối mặt với pháp luật một cách nghiêm khắc. Thực tế hiện tại cho thấy, bà Nhàn vẫn đang trong tình trạng bỏ trốn và chưa bị bắt giữ. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế, chuyến thăm của Bộ trưởng Lương Tam Quang tới Cộng hòa Liên bang Đức đã mở ra nhiều triển vọng. Tại đây, ông đã có những cuộc hội đàm quan trọng với Bộ Nội vụ và các cơ quan tình báo của Đức nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm. Hai bên đã nhất trí kiên quyết không cho phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ của nước này để xâm hại an ninh quốc gia của nước kia, cũng như ngăn chặn sự lan truyền thông tin giả mạo có thể gây tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Một trong những điểm nổi bật trong các cuộc thảo luận là việc thúc đẩy ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ tội phạm và chuyển giao người bị kết án. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, mà còn bảo đảm an toàn cho các hoạt động đầu tư, học tập và sinh sống của công dân hai nước tại lãnh thổ của nhau.
Hơn nữa, việc hợp tác trong đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật trong các lĩnh vực như phòng chống tội phạm ma túy, công nghệ cao và khủng bố cũng được nhấn mạnh. Hai bên cam kết thường xuyên tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao trong công tác phòng chống tội phạm. Có thể thấy rằng, những nỗ lực này không chỉ nhằm giải quyết vấn đề truy nã tội phạm mà còn góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Đức lên một tầm cao mới, hướng tới một tương lai hợp tác bền vững và hiệu quả hơn. Thông qua những hành động cụ thể và quyết liệt, Việt Nam đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia. Mặc dù hiện tại, Việt Nam và Đức chưa có ký kết hiệp định dẫn độ, chuyến đi của Đại tướng Lương Tam Quang vẫn không ngừng thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp lý này. Thực tế, việc dẫn độ không phải là điều không thể thực hiện, bởi trong khổ pháp lý của Việt Nam vẫn tồn tại nhiều con đường nhằm đạt được mục tiêu này, đặc biệt là trong những trường hợp như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo Điều 32 Luật Tương trợ Tư pháp năm 2007, dẫn độ được hiểu là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc ngoài bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó. Khái niệm này được đánh giá là sự kế thừa khái niệm dẫn độ được quy định trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998. Theo đó, dẫn độ có thể được chia thành hai hình thức: dẫn độ chủ động và dẫn độ bị động. Trong dẫn độ chủ động, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc đã bị kết án hình sự. Trong khi dẫn độ bị động là việc thực hiện dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc đã bị kết án hình sự. Luật pháp Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc quy định điều kiện dẫn độ mà còn khẳng định quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc yêu cầu dẫn độ, ngay cả khi quốc gia đối tác chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam hoàn toàn có quyền yêu cầu Đức hoặc bất kỳ quốc gia nào khác dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để thi hành án. Trong bối cảnh Việt Nam đang nâng cao vị thế quốc tế, các chuyến công du của lãnh đạo cấp cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin và thắt chặt quan hệ ngoại giao với các quốc gia đối tác. Tổng Bí thư Tô Lâm, trong vai trò người đứng đầu nhà nước, đã thực hiện nhiều chuyến công du quan trọng, không chỉ thể hiện quyết tâm mở rộng hợp tác quốc tế của Việt Nam mà còn tạo ra bối cảnh thuận lợi để Việt Nam đề xuất các yêu cầu dẫn độ. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trong các chuyến công tác quốc tế cũng đã nhấn mạnh cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong việc phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Đối với Đức, việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hình sự và dẫn độ, dù chưa có hiệp định chính thức, vẫn được triển khai trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và nguyên tắc bình đẳng. Nếu trong trường hợp mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang cư trú tại Đức, câu hỏi về việc liệu Việt Nam có thể dẫn độ bà hay không đang trở nên cấp thiết. Việc Đức không có hiệp định dẫn độ với Việt Nam không đồng nghĩa với việc Việt Nam bất lực trong việc truy nã bà Nhàn. Thực tế, một giải pháp khả thi khác mà Việt Nam có thể xem xét là sự can thiệp của Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế mà cả Đức và Việt Nam đều là thành viên. Interpol được thành lập với mục tiêu hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên trong công cuộc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Mạng lưới hoạt động rộng khắp cùng khả năng liên kết nhanh chóng giữa các cơ quan cảnh sát quốc tế là những điểm mạnh mà tổ chức này có thể mang lại. Việt Nam có thể phát lệnh truy nã quốc tế, cụ thể là lệnh chuyên án đỏ, đối với bà Nhàn. Lệnh này không phải là một yêu cầu dẫn độ, mà thực chất là một cảnh báo quốc tế nhằm cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng bị truy nã. Từ đó các quốc gia thành viên có thể nhận diện và tạm giữ bà Nhàn khi bà nhập cảnh hoặc cư trú tại quốc gia của họ. Nếu Interpol phát lệnh chuyên án đỏ cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì cơ quan cảnh sát Đức có khả năng tiến hành bắt giữ tạm thời bà, mặc dù chưa có hiệp định dẫn độ. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho việc thực thi lệnh truy nã mà còn tạo ra áp lực ngoại giao nhất định lên chính phủ Đức. Việc hợp tác trong việc bắt giữ một đối tượng truy nã như bà Nhàn có thể giúp Đức thể hiện thiện chí trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời bảo vệ uy tín quốc tế của mình và tránh bị xem là nơi trú ẩn cho những tội phạm bị truy nã. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào xác nhận rõ ràng về nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Mặc dù có nhiều thông tin đồn đoán về việc bà có thể đang ở một quốc gia châu Âu, thậm chí có tin cho rằng bà có thể đang ở Trung Quốc hay Đức. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết mà chưa có bằng chứng cụ thể nào xác thực vị trí của bà. Chính vì vậy, cần phải tránh những thông tin không chính xác và đảm bảo tính khách quan trong việc hợp tác quốc tế. Dù bà Nhàn có đang trốn ở đâu, điều quan trọng là quyền lợi và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù cho bà Nhàn trong vụ án gian lận đấu thầu liên quan đến cựu bí thư tỉnh Nguyễn Nhân Chiến. Mức án này là cao nhất
trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án và sự cần thiết phải có những biện pháp mạnh mẽ trong việc truy tố tội phạm. Trước sự phức tạp và nghiêm trọng của vụ án gian lận đấu thầu trong lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh, Viện Kiểm sát đã chính thức đề nghị mức án 3 năm tù đối với cựu chủ tịch IIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đã khẳng định vai trò chủ mưu, cầm đầu của bà Nhàn trong việc thực hiện các hành vi gian lận trong 3 dự án đầu tư thiết bị y tế với tổng trị giá lên tới hơn 126 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ lợi dụng những mối quan hệ quen biết từ trước với các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mà còn chủ động xây dựng mạng lưới cộng tác với các cựu quan chức như cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh và một số bị cáo khác. Họ đã đồng ý phân chia việc thực hiện các gói thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho AIC và các công ty liên quan đến bà Nhàn trong việc trúng thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 bệnh viện tuyến huyện Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài. Đặc biệt, để đạt được mục đích thu lợi bất chính, bà Nhàn đã chỉ đạo nhân viên công ty AIC thông đồng với Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc ban dự án công trình xây dựng y tế và đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa giá dự toán hồ sơ thầu. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 25 tỷ đồng, mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào các cơ quan chức năng. Ngoài ra, để bảo đảm quyền lợi cho AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thực hiện hành vi đưa hối lộ tổng cộng 4 tỷ 100 triệu đồng cho những người có chức vụ quyền hạn tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, nhóm công ty AIC của bà Nhàn đã đưa hối lộ cho ông Nguyễn Nhân Chiến 3 tỷ đồng và ông Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng. Bà Nhàn cũng không ngần ngại chỉ đạo cấp dưới đưa quà tiền cho cựu phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Nhường với số tiền lên đến 450 triệu đồng vào các dịp lễ Tết. Chưa dừng lại ở đó, bà còn nhiều lần biếu tặng cho cựu bí thư tỉnh với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng và cựu chủ tịch 8 tỷ 100 triệu đồng. Trong phần luận tội, đại diện cơ quan công tố đã nhiều lần nhắc đến việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Dù cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, bà Nhàn vẫn chưa chịu quay về để lấy lời khai, gây cản trở cho hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo là nhân viên IIC và các cá nhân liên quan, cùng với tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở để xác định bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm chính về các sai phạm nghiêm trọng này. Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh rằng, dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố và tiếp tục gây cản trở cho quá trình điều tra, bà vẫn phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại lên đến gần 25 tỷ đồng mà bà đã gây ra. Đây là lần thứ tư bà Nhàn bị xử vắng mặt về tội đưa hối lộ, đánh dấu một chuỗi các vụ án lớn liên quan đến tham nhũng. Trong đó có các vụ án lớn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cùng với bản án nặng nề tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp các bản án mà bà Nhàn phải đối mặt, bà đang phải chịu mức án tối đa 30 năm tù. Mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 5 với các cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam. Khi phiên tòa gian lận thầu tại Bắc Ninh sắp diễn ra, Viện Kiểm sát đã lên tiếng kêu gọi bà Nhàn và ông Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc AIC, sớm đầu thú. Cả hai hiện đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế với những quyết định truy nã đặc biệt từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng, nếu bà Nhàn và ông Sơn tiếp tục lẩn trốn, điều này sẽ đồng nghĩa với việc họ từ bỏ quyền được bảo chữa và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy tố, xét xử theo quy định pháp luật. Dù hiện tại thông tin về khả năng dẫn độ bà Nhàn từ Đức về nước chỉ là những suy đoán, nhưng dư luận vẫn đặt niềm tin vào sự nỗ lực của các cơ quan pháp luật trong việc truy bắt những đối tượng này. Việc xử lý nghiêm khắc những cá nhân như bà Nhàn, những người đã gây ra không ít tổn hại cho đất nước qua các hành vi tham nhũng, là nhiệm vụ không chỉ của ngành công an mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Hành vi tham nhũng không chỉ xâm phạm đến tài sản của nhà nước mà còn tạo ra làn sóng bất mãn trong nhân dân. Sự nghiêm minh của pháp luật phải được thể hiện rõ ràng, không có chỗ cho những kẻ phản bội lợi ích quốc gia và xã hội. Ngoài việc kiểm soát và ngăn ngừa các hành vi sai trái trong nội bộ, cơ quan chức năng cần phải phối hợp hiệu quả để truy lùng và đưa những tội phạm trốn chạy ra trước ánh sáng công lý. Chỉ khi các cơ quan chức năng có thể thực hiện được điều này, niềm tin của người dân vào sức mạnh của pháp luật và sự công bằng trong xã hội mới được củng cố. Từ sự quyết tâm và hành động mạnh mẽ của những người đứng đầu ngành công an, chúng ta thấy rõ sự cống hiến không ngừng nghỉ vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Hãy cùng hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ góp phần làm trong sạch hệ thống và khôi phục lòng tin của nhân dân vào công lý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị và mong muốn nghe những nhận định, suy nghĩ của quý vị về nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ. Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể cải thiện và mang đến những điều thú vị hơn nữa cho quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.